tay chân Calisto cùng. Đây là chân cầu. Các cầu thủ sẽ nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Thì cuộc đua vô địch với Timor và Bình Minh đã khép lại với ngày hôm nay. Sút rất nguy hiểm và quá tuyệt vời dành cho Bell ở giải đấu này. Một phong độ quá cao của Bell mang đến giải đấu The Country League 2024. Sự khởi đầu quá hoàn hảo dành cho cầu thủ Bình Minh trong trận. Tài Nguyễn đặc biệt gửi lời chúc đến khách đức trong trận đấu ngày hôm nay. Và câu trả lời rất nhanh và rất sớm, đó chính là Hào Lê với một pha dứt điểm cận thành vô cùng chuẩn xác mang về bàn thắng cỡ hòa dành cho các cầu thủ Rimmer. Trận đấu đã được đẩy lên rất cao trong những phút vừa qua, một sự sôi động tuyệt vời. Rõ ràng là với đợi vào một cơn mưa bàn thắng trong trận đấu này. Đây là Hào Lê, đường căng ngang khá nguy hiểm. Đây là không thành công với pha dứt điểm vừa rồi của Hào Lê. Cũng là những nỗ lực kỳ vọng của Hào Lê ra chân và dứt điểm. Trọng tài đã cắt coi. Phòng ngự của Mơ đang chơi khá tốt. Đây là nỗ lực kỳ vọng của Nico. Đến đâu và đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho họ, cú đúp bàn thắng dành cho Bell. Đó là một nỗ lực kỳ bóng và tung ra một đường kiến tạo của Tí Côn và đánh đầu lái bóng khá hay của Bell. Tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ Bình Minh. Bell vẫn thể hiện giá trị của người đội trưởng và sự xuất sắc là nỗ lực đẹp biệt và chuyển bóng khá hay của Hải Đăng. Tiến quân hoạt động rất kỹ thuật, không có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu đã được tiếp tục. Như vậy thì trọng tài sẽ sử dụng VAR trong tình huống té ngã vừa rồi của Tiến quân. Hàng loạt những pha hoạt động khá kỹ thuật của Tiến quân. Như vậy là đã có quyết định từ trọng tài chân Calisto. Sẽ là penalty dành cho các cầu thủ Bình Minh. Hàng loạt những pha xử lý bóng rất kỹ thuật của Tí Côn mang về pha đá penalty dành cho Bell. Sẽ là một tình huống sút penalty của Bell. Liệu có cú hat-trick dành cho cầu thủ này không? Bell không có cú hat-trick dành cho Bell. Anh đã đoán được cú ra chân dứt điểm của Bell. Chưa có cú hat-trick dành cho Bell trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số vẫn đang là 2-1 dành cho Bình Minh. Cơ hội đã bỏ qua dành cho các thủ Bình Minh. Đây là Lê Hùng, nỗ lực tấn công dành cho các thủ Lê Hùng. Hai đá thủ này đang trao đổi khá kỹ để tung ra một cú sút, đó là Hào Lê. Một cú sút rất chất lượng của Hào Lê. Bóng đã đi vọt xa khá đáng tiếc với pha quá trình dứt điểm vừa rồi của Hào Lê. Một phong độ khá cao của cầu thủ màu số 7 bên phía Rimmer trong và đi bóng dành cho các cầu thủ Rimmer. Cơ hội đó là một pha chạm bóng hơi dài của cầu thủ Tân Phát. Lê Hùng nỗ lực cú bóng của Lê Hùng, bóng vẫn còn dành cho Rimmer. Nguy hiểm, bóng đã đi cắt mặt khung thành của còn dành cho Bell. Chuyền dành cho Thành Danh, chè chặt bóng thành công. Cơ hội dành cho Tiến Quân, sút bóng khá nguy hiểm. Một cú sút
trệt cộng khá đáng tiếc của Tý Quân. Sự khá chất lượng của Tý Quân. Nỗ lực tấn công, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của cầu thủ Dreamer. Lê Hùng, vẫn là Lê Hùng. Một nỗ lực không thành công, sút bóng rất nguy hiểm. Đó chính là cú ra chân của Minh Trí. Thủ thành Gia Bảo đã chơi quá tốt với pha cản phá vừa rồi dành cho Bình Minh. Những pha xử lý bóng khá hay. Đây là một cơ hội dành cho Béo. Và một pha phản công quá lợi hại của các cầu thủ Bình Minh. Thì thi đấu đầu tiên thì Bình Minh đang tạm dừng Dreamer với tỷ số là 3-1. Các bàn thắng được ghi do công của Bell với một cú hat-trick dành cho Bình Minh. Và bàn thắng và xử lý thiếu an toàn của Leo dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là cú ra chân dứt điểm của Thành Danh. Và xử lý quá thiếu an toàn của Lê Hùng. Xích chút nữa đã phối hợp rất nhịp nhàng với Thành Danh. Vẫn là Tý Quân. Đó là pha mở tốc độ không thành công. Xin chúc nữa đã có một tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ Dreamer. Thủ thành Long Nhật đã có một pha thua khá ấn tượng dành cho các cầu thủ Dreamer. Bell sóng gió là vẫn còn dành cho các cầu thủ Dreamer. Đó là pha dứt điểm bóng khá nguy hiểm của Bell. Chưa có bàn thắng dành cho Bell trong thi đấu thứ hai này. Một pha bóng khá hay của Bell nhưng may mắn đã không đứng về phía Bell mời của Dreamer. Chưa có bàn thắng thứ tư dành cho Bell trong trận đấu ngày hôm nay. Sẽ chỉ có một pha đá phạt góc tiếp theo. Treo bóng khá nguy hiểm. Vào. Chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Dreamer. Đứng. Minh Đức, một đường chuyền dài đánh đâu. Khá đáng tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi của Minh Trí. Đó là một pha treo bóng khá hay của Minh Đức dành cho Minh Trí. Khá chính xác của Khắc Đức dành cho Minh Đức. Một đường chuyền hay. Có thể căng ngang. Một cú sút vào. Một pha phối hợp tấn công khá hay của cầu thủ Dreamer. Và cầu thủ ghi bàn đó chính là Hữu Tên. Một cú sút rất đẹp mắt dành cho Dreamer. Đã đánh bại được thủ thành Gia Bảo. Trước đó là một tình huống phát triển bóng khá hay của Khắc Đức. Và một đường truyền kỹ thuật của Minh Đức đã tạo ra cơ hội dứt điểm dành cho Hữu Tình, mang về và nỗ lực bảo toàn tỷ số của Bình Minh. 30 phút dành cho cao thủ Dreamer tìm kiếm bàn thắng cơ hoa. Minh Trí quyết định đi bóng và cắt ngang. Chưa thể vượt qua được Tiến Thành. Tý Quân phối hợp với Bell. Vẫn là Bell. Một tình huống căng ngang. Tý Quân xử lý bóng kỹ thuật. Vẫn là Tý Quân ra chân dứt điểm. Bóng đi trên cột khá đáng tiếc với hai. Đi bóng rất kỹ thuật. Hai đánh một. Vẫn là Tý Quân chưa thể
vượt qua được Khắc Đức, đó là một pha phòng ngự chính xác của Khắc Đức. Cơ hội khoảng không dành cho các thủ Dreamer, vẫn là Khắc Đức. Đó là một pha phạm lỗi đẩy sâu của Khắc Đức. Vị trí phối hợp với Hào Lê quyết định đi bóng. Cơ hội là vẫn có sút bóng, một pha bay người cản phá quá tuyệt vời của Giáp. Và mình quá tuyệt vời. Và sự kịch tính vẫn chưa dừng lại trong trận đấu này. Trọng tài Trần Calito đã trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 18 giờ ngày mai.